Vâng, thưa bà con cô bác, và bây giờ Đình Vân sẽ tiến hành test máy sát gạo để cho chúng mình. Sau khi mà mình đã cho lúa vào rồi thì mình sẽ kiểm tra nguồn và bật nguồn. Đây là công tắc đảo chiều, bật lên là sát gạo, bật xuống là riêng đó chú ha. Làm gì là tắt phải không? Rồi, bây giờ bật lên để sát gạo ha. Đấy. Bật lên để trong vòng 3-4 giây cho máy nó chạy ổn định. Sau rồi mình bắt đầu mình cho lúa xuống. Quá đẹp luôn rồi. Không phải lúa mình xài á, là mình trước khi mình cắt lúa thì mình nên vệ sinh cho lúa nó sạch sẽ một chút, xong rồi mình mới cắt lúa để dành ăn. Đấy, cái lúa ngon này, lúa đẹp như thế này thì bắt đầu cay ra gạo nó quá đẹp với còn gì. Tí nữa ơi cha, em ở nhà xa, đường xa rồi em còn phải về chứ.